Xin chào anh chị và các bạn. Xin chào những người bạn vô cùng tuyệt vời của Huy Cường. Như chia sẻ hôm qua thì sáng ngày hôm nay Huy Cường sẽ chia sẻ về một cái chủ đề, đó là đánh thức vị thần y bên trong con người bạn, bên trong cơ thể bạn. Cường là một nhà huấn luyện và đào tạo về kinh doanh theo mạng. Và tại sao Cường lại chia sẻ cái chủ đề đánh thức vị thần y bên trong con người bạn ngày hôm nay? Bởi vì là Cường có một cái ước mơ, đó là tất cả người Việt Nam ai ai cũng khỏe mạnh, không ốm đau bệnh tật, chất lượng cuộc sống cao, đặt lưng là ngủ, đúng không? Ăn gì cũng ngon. Đấy, chính vì vậy mà ngày hôm nay Cường chia sẻ cái live này. Cường, chúng ta sẽ chờ một chút để một vài người bạn của Huy Cường online và Cường sẽ chia sẻ, bởi vì đây là một cái chủ đề mà Cường vô cùng yêu thích, đánh thức vị thần y bên trong con người bạn. Chúc cả nhà một ngày mới tràn đầy năng lượng và tràn ngập tình yêu thương. Để Cường chia sẻ cái like này trong một cái nhóm trước khi Cường sẽ bắt đầu chia sẻ với lại tất cả mọi người. Mọi người có khỏe không? Những ai mà theo dõi cái like của Huy Cường thì có thể comment say hello để Cường biết, được không ạ? Và những người bạn nào của Huy Cường mà quan tâm đến những gì Cường chia sẻ thì nó có cái nút follow trên Facebook hoặc là nút on, thì mọi người có thể bấm cái nút on đó. Xin chào tất cả mọi người. Tại sao lại Cường lại chia sẻ cái chủ đề là đánh thức vị thần y bên trong cơ thể bạn? Nếu như bạn mà mong muốn là mình sống trẻ, khỏe đẹp, trường thọ, không bệnh tật, nếu như bạn mong muốn mà mình luôn luôn không bao giờ phải lo lắng về vấn đề sức khỏe, nếu như bạn muốn một cái cuộc sống luôn luôn an tâm về sức khỏe, nếu như bạn đang gặp vấn đề gì đó về sức khỏe của bạn cũng như những người thân của bạn, thì ngày hôm nay nếu như bạn hiểu những gì Cường chia sẻ thì Cường có thể khẳng định một điều rằng bạn rất khó có thể bị bệnh nếu như bạn hiểu và áp dụng những gì Cường chia sẻ. Bởi vì kết quả không biết nói dối. Đội ngũ của Cường đã bảo vệ hàng vạn người, những người đã tin đội ngũ của Cường thì ngày hôm nay họ đang được bảo vệ sức khỏe thực sự tuyệt vời đấy. Và những ai mà đủ niềm tin, đủ đức tin để biết cách đánh thức vị thần y trong cơ thể đấy, thì dù có những cái vấn đề sức khỏe cũng đã được phục hồi. Và có ai biết là trong cơ thể mỗi người có một cái vị thần y không ạ? Thế chúng ta biết là trong cơ thể mỗi mỗi một con người ấy có một cái vị thần y rất là giỏi, cực kỳ giỏi. Và nếu như chúng ta biết trao công cụ cho cái vị thần y này ấy, thì chúng ta luôn luôn an tâm về sức khỏe, chúng ta sẽ yên tâm về sức khỏe, không lo lắng về sức khỏe. Và nếu như có vấn đề về sức khỏe thì vị thần y này sẽ biết cách tự giải quyết vấn đề cho chúng ta, sẽ biết cách giúp chúng ta phục hồi sức khỏe. Và đó là một cái điều thực sự tuyệt vời và không có nhiều người biết về cái điều này. Thế chúng ta biết là cũng giống như những vị thần y ở bên ngoài, cũng giống như những danh y, họ cần phải được trao công cụ. Họ cần phải được trao công cụ thì họ mới phát huy được cái tài năng. Thế thì cái vị thần y ở bên trong cơ thể mỗi con người chúng ta cũng vậy, họ cần phải được trao công cụ. Và cái công cụ đó, chúng ta biết rồi, những cái vị thần y, những danh y ở bên ngoài thường họ là những trong ngành đông y, phải không ạ? Thế thì cái vị thần y ở bên trong cơ thể này này, họ cái vị thần y đó cần cái công cụ gì, thì Cường sẽ bật mí với anh chị em cái công cụ mà cái vị thần y này cần. Cái thứ nhất đấy, cái vị thần y này cần những cái thức ăn hoặc là những cái thảo dược mà làm sao đấy phải thanh lọc cơ thể ở cấp độ tế bào. Tức là cái vị thần y này cần cái phương pháp thứ nhất, đó là những cái thảo dược hoặc những cái thức ăn để làm cho cơ thể sạch ở cấp độ tế bào. Và khi mà cái vị thần y này có cái công cụ đó ấy, thì từng tế bào sạch thì cơ thể chúng ta sẽ rất ít có thể bị bệnh, phải không ạ? Và cái vị thần y này sẽ phát huy tác dụng, họ sẽ biết làm những gì mà vị thần y này làm. Cái thứ hai là vị thần y này cần một cái công cụ thứ hai, đó là những thức ăn hoặc là những cái thảo dược mà nó giúp cho trẻ hóa tế bào. Nếu như từng tế bào của chúng ta được trẻ hóa
thì chúng ta có thể sao mọi người cứ hình dung là tại sao có những người mà có thể sinh ra cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng mà sẽ có những người trẻ rất là lâu đấy, và có những người tại sao lại già thế, có những người 30 40 tuổi nhìn đã rất là già đấy, nhưng mà có những người tại sao trẻ rất là lâu. Thế thì cái vị thần y này cần cái công cụ mạnh thứ hai, đấy là những cái thức ăn hay là những cái thảo dược làm sao cho từng tế bào nó phải được trẻ hóa một cách mạnh mẽ. Vị thần y này cần cái công cụ thứ ba, đó là cần những cái thức ăn làm sao đầy đủ nhất những vitamin, những khoáng chất, những hoạt chất sinh học, những chất xơ tự nhiên mà cơ thể con người cần. Nếu như trao cho cái vị thần y trong cơ thể bạn những cái vitamin và khoáng chất đầy đủ, tối đa những vitamin và khoáng chất, những nguyên tố vi lượng đa lượng, những cái hoạt chất sinh học, tức là những cái sự sống từ hoa quả thảo dược, từ thức ăn, những cái chất xơ tự nhiên, thì cái vị thần y này sẽ phát huy, sẽ có một công cụ đủ mạnh đấy, để giúp cho bảo vệ sức khỏe cũng như phục hồi sức khỏe cho chúng ta. Cái vị thần y trong cơ thể chúng ta cần thêm một cái nữa, đấy là đó là những cái thức ăn nào đó, những cái thảo dược nào đó nó nâng cao hệ miễn dịch một cách mạnh mẽ, nâng cao hệ miễn dịch một cách mạnh mẽ. Ví dụ như là nước chanh này, nước cam này, đúng không? Ví dụ có rất là nhiều những cái vitamin E này giúp cho nâng cao hệ miễn dịch này, rồi những cái khoáng chất như là kẽm này, như là selen này, vân vân, nó giúp nâng cao hệ miễn dịch. Thì khi mà vị thần y này được được trao một cái công cụ như vậy ấy, thì sẽ bảo vệ và phục hồi sức khỏe cho chúng ta. Bên cạnh đó, vị thần y này cần có một cái công cụ, một công cụ vô cùng đặc biệt, đó là làm sao ấy, là làm sao cái chúng ta cần phải trao cho vị thần y này cái phương pháp làm sao để giúp cho chúng ta cái tinh thần luôn luôn thoải mái, không lo lắng, yên tâm, an lạc, tự do, tự tại. Thì khi đó thì vị thần y này sẽ là một cái vị thần y thực sự, và chúng ta không bao giờ phải lo lắng về sức khỏe, chúng ta yên tâm về sức khỏe. Và nếu như có vấn đề gì và chúng ta trao đúng những công cụ mà Huy Cường vừa chia sẻ với tất cả mọi người, thì vị thần y này sẽ biết bảo vệ, sẽ biết phục hồi sức khỏe cho chúng ta. Nếu chúng ta ở cái cơ quan chức năng nào đó trong cơ thể có vấn đề, vị thần y này sẽ tự tìm, sẽ tự chữa, sẽ tự phục hồi và duy trì và bảo vệ cho chúng ta. Và điều đó rất là tuyệt vời. Và những ai, những hàng vạn người đã tin Huy Cường và những anh em trong đội ngũ của Huy Cường, thì ngày hôm nay họ đang được bảo vệ, họ đã được phục hồi sức khỏe, và kết quả thì không biết nói dối. Và Cường có một cái khát vọng cháy bỏng, đó là làm sao tất cả những người dân Việt Nam này sống yên tâm về sức khỏe, an lạc về sức khỏe. Chính vì vậy mà Cường chia sẻ cái video, cái livestream này ngày hôm nay. Chúc cho tất cả anh chị và các bạn có một ngày thực sự tuyệt vời, một ngày tràn đầy năng lượng, luôn luôn sống vui vẻ, sống tích cực, suy nghĩ tích cực, tràn đầy tình yêu thương, lan tỏa năng lượng tích cực đến cho những người xung quanh của mình, để cuộc sống ngày một tốt đẹp hơn, để cuộc sống vui vẻ hơn, đúng không? Trẻ khỏe hơn. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả những người bạn vô cùng yêu quý của Cường trong những cái livestream sau. Bye bye.